bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước mong, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè, những ước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao to có nhau trong đời, nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau. Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước mong, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè, những ước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao to có nhau trong đời, nhớ gắng sức xứng đáng cho nhau. Bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước mong, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Thắp sáng trong tim bạn bè, những ước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao to
nay đành cầm nín. Rồi đây có những khi buồn não lòng, cô nhân biển bia còn nhớ nhau không? Ngoài kia hoa phượng rụng rơi tới ta, dư âm làm sống lại đời ta, dù ngăn cách như hoài ngày qua. Chào mừng quý thầy cô và các bạn cựu học sinh của hai học trò trường Nông nghiệp Huế đã về dự buổi họp mặt lần thứ 3 kỷ niệm 45 năm ngày ra trường. Xin cho một tràng vỗ tay. Để mở đầu các chương trình họp mặt, xin kính mời quý thầy cô và các bạn nghe một nhạc phẩm của Trịnh Hưng có tựa đề Tôi yêu quê tôi, một thể loại nhạc đồng quê rất được yêu chuộng bởi lời ca mộc mạc chống sản, được sáng tác vào năm 1957 do bốn ca nam nữ lớp TA 7. Xin mời các bạn nghe lên. Oh!
nguyện cho ngày tháng đêm đêm như như sớm mai, như nhọc nhằn chớ quên vẫn trong người mãi đã tìm về nơi. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ đợi nhau, một mình lặng lẽ ước lành trong lúa bị nắng. Vì nếu tìm thấy nguyên vẹn cho đời bao giờ, giữ hoa tàn lá quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi. Bye.
quý thầy cô và các bạn cùng thân mến. Thông thoáng, mới ngày nào đây còn là học sinh của trường Trung học Nông nghiệp Huế. Vậy mà hôm nay đã là 45 năm chúng ta ra trường nhập công tác, đi khắp mọi nẻo đường quê hương để lập thân lập nghiệp, cống hiến của sung cho đất nước. Hôm nay trong không khí của mùa xuân tại thành phố Huế xinh đẹp, chúng ta lại họp mặt về đây để ôn lại những kỷ niệm giữa thầy và trò sau 45 năm xa trường. Đó là lý do của buổi họp mặt hôm nay. Để dự buổi họp mặt lần này, tôi xin trân trọng kính giới thiệu có cô Kinh, cô Lan, cô Hoàng, thầy Trăn, thầy Màu, thầy Thăng, thầy Hiệp và anh Ba. Xin chúng ta cho một tràng vỗ tay cùng 30 anh chị em học viên của hai phòng trò đã về tham dự chúng tôi cùng buổi học lần này. Xin gửi cho một tràng vỗ tay. Tiếp theo, xin kính mời quý thầy cô và cả bạn chúng ta đứng dậy dành một phút mặc niệm cho những người thầy cô và các bạn đã qua đời. Đến dự buổi học hôm nay, chúng tôi cũng xin trân trọng kính giới thiệu có các vị là khách mời của lớp cũng như là những vị phu nhân của học viên chúng ta cùng đã đi dự với chúng ta. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Tiếp theo chương trình là phần tặng hoa cho quý thầy cô giáo. Xin kính mời quý thầy cô giáo lên ở trên sân khấu và kính mời 8 chị em chúng ta ở trong khóa 2 chúng ta thì lên trên. Thank you.
xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của anh Trân và thầy 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 Mầu đã tặng quà cho của anh nhé. Có nhiều trường, trường trung học không được quên. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bạn và ai, kính thưa các ban khách mời đại diện của ban liên lạc Hải Đủ, Đông Lục Xúc, đại diện của ban lớp nghiệp của hai trường. Kính thưa các bạn, có lẽ chúng tôi là hôm nay rất là vui mừng được gặp mặt quý thầy cô và các bạn trong cái không khí đầu mùa xuân và một mùa xuân Giáp Thìn đây có ý nghĩa. Và trước hết là thay mặt ban liên lạc sức khỏe, mạnh khỏe, luôn luôn cảm thấy mạnh khỏe, cô cảm thấy mạnh khỏe và các bạn mạnh khỏe. Kính thưa quý thầy cô, phải nói rằng khóa 3, khóa 2 trong tròn đã tổ chức được 2 kỳ thành công, và kỳ thứ 3 là năm nay cứ 2 năm gặp mặt một lần, như là quy chế của anh em đã đề xuất ra là cứ 3 năm gặp một lần, 2 năm gặp một lần. Thì lần này lần thứ 3 thì chúng ta gặp đầu xuân, và cũng là cái mùa xuân mà rất đẹp như chúng tôi đã nói rồi. Chúng tôi thấy rằng là các bạn dù ở xa xôi nhưng mà vẫn về. Được đây thì cũng đã nói với các bạn rằng là chúng ta từ ngày ra trường đến nay, cái mục đích của anh Nam nói đấy là chúng ta đi phục vụ hết mọi miền đất nước. Có những người ra trường thì đi phục vụ như vậy, nhưng cũng có những bạn gặp có những hoàn cảnh đặc biệt là cũng đi làm nghề khác, nhưng đi làm nghề khác chứ nữa thì cũng có một cái thông tin như thế là luôn luôn thắt chặt tình đoàn kết giữa lớp A, lớp B, lớp C, lớp chung trong khóa 2 trong đó luôn luôn là giúp đỡ lẫn nhau. Và chính vì vậy cho nên là khi nào mà các bạn ở bên xa về gặp nhau một cái thì là ơi khá được các bạn có mặt. Vì vậy là cái khóa 2 trong đó nói chung là luôn luôn khẳng định với nhau. Năm nay tuy là ít nhưng mà có nhiều bạn là tại sao với nhau mà tổ chức trên tiền đây. Tôi nói luôn là vì sao là khóa 2 tổ chức như thế này mà tới đây là 24 là từng tổ chức là nông lúc chút nữa. Thì tôi ở đây cũng xin nói luôn, tôi là người đề nghị là ba khóa học là với nhau, nhưng mà là các bạn là tổ chức ra là liên hệ nó không được hết, cho nên là tổ chức vào ngày 23 luôn thường xuyên ở tại Việt Nam. Nhưng năm nay là 45 năm cho nên các bạn là tổ chức ngoài này và kêu gọi các bạn tập trung ra làm. Tôi chỉ duy nhất lưu ý của các bạn một điều, dù ai tổ chức mà chúng ta thấy rằng là chúng ta còn khỏe, chúng ta luôn luôn có nhu cầu để gặp mặt bạn bè thì chúng ta nên đến. Cái đó là các bạn nên nghĩ đến, là chúng ta nên để tham dự để gặp mặt các bạn bè đông hơn. Cái đó là cái rất quan trọng. Còn đối với khóa chúng ta đây là thường niên, là chúng ta tổ chức thì anh em chúng ta cũng phải đến. Và đến đây gặp mặt đây có nhiều bạn hỏi là vì sao tổ chức như thế này. Đồng xuân, nhấn đồng xuân để chúng ta gặp mặt luôn. Đó, gặp mặt là vừa anh ta vừa chúc nhau, chúc tụng nhau một năm mới đầy nhiều may mắn và sức khỏe. Bây giờ chỉ có sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Và vừa qua thì trong năm hoạt động vừa qua thì báo cáo với các thầy cô và các bạn là chúng ta hoạt động rất là đều tay. Lớp nào cũng tổ chức được nhiều cái cuộc vui và cũng tổ chức nhiều cái đi thăm nhau về đau khổ rồi hỏi han nhau rất là nhiều. Và khóa 2 là luôn luôn đi thăm các thầy cô giáo, thì một ý thầy cô giáo là gặp những cái chuyện là đau khổ luôn thì là luôn luôn cần có mặt. Thì cái đó là chúng tôi thấy là rất là tốt. Và từ đây thì hoạt động của chúng ta thì có cái nối kết lại nhau. Cái này thông báo với các bạn đã biết rằng là lớp A, lớp B, lớp C là đề nghị lên lớp 2 người có hoàn cảnh khó khăn thì quá để xét nhất
các bạn, bởi vì dù sao thì mình là người có tốt, có người là gặp nhiều cái khó khăn, đau ốm, bệnh tật, tiền bạc cái nhiều khó, cho nên đề nghị các lớp tập trung cho là đề nghị của lớp cũng hai người, hai tuần là sau đó bạn nên là học lại và để tiến hành thực hiện theo cái ý của các lớp tiến thân lên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái cuộc gặp của chúng ta rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Và tới đây chúng ta còn sẽ gặp đi tham gia với hội lâm nghiệp lần 26/3 nữa nha. Chúng tôi nghe là bên lâm nghiệp sẽ tổ chức gặp bạn và tiến tới 20/4 thì chính xác là tổ chức tại Huế, mà cái ban hội nông dân ở Việt Nam ấy khóa 2 sẽ ra đây tổ chức. Và tôi cũng kêu gọi đề nghị các anh em chị em nên là tham gia, vì ai tổ chức được nhưng mà có điều kiện để tham gia bạn bè này. Và chú ý rằng là quả hai chúng ta ở đây thì không kêu gọi sự đồng góp các bạn từ nguyện thôi, còn riêng chỗ 20/4 thì là kêu gọi đồng góp của ý nghĩa là các bạn tôi không bảo các bạn biết. Thì nhân dịp đầu năm và nhân dịp là chúng ta họp mặt quả hai và chúng tôi không bảo những kia việc làm được, việc chưa làm được, thì ta cho mong là các bạn luôn luôn đi thành phố. Năm nay chúng ta gặp mặt như thế, tháng năm chúng ta sẽ gặp mặt thì hơn. Do vì vậy, tôi kêu gọi lên riêng các lớp năm nào gặp mặt, mà riêng quá là 2 năm học một lần, thì đề nghị các anh em đồng biên nhau đi tham gia đầy đủ để gặp quý thầy cô và các bạn. Xin chúc là quý thầy cô và các bạn năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Tiếp theo chương trình là hãy xin kính mời đại diện của thầy cô đến chia sẻ bài tập điều với nhiều mặt của em. Thầy cô giáo, đây thì các em của tôi không nói chuyện riêng, trong khi những người đang nói thì sẽ nghe đó là hiện năng trong phân lô cố giáo là các em. Thì tất cả tôi mặc dù lúc đấy còn bị ốm một cái thì là đi quá khoảng. Thì là hôm nay nhận được ý kiến của đa đứa đệ của tôi rất là hào hức như một đứa trẻ em. Tức là ngày mai được một cái trường được cô giáo hoặc cô học ảnh. Tức là lòng của tôi tình cảm của sáng nay là chưa được chuyển về của tôi là đến đây rồi. Để muốn gặp lại thầy cô giáo, gặp lại các em chưa lắm, chưa những bài hát như thế này tôi còn nghe nó mở ra là mặc dù nghèo khổ nhưng mà chúng ta vẫn thương nhau, cho nên tôi rất là học một để cho tôi thấy đầu tiên là đọc được không được anh Tuấn, anh Tuấn có thể nói là từ quả trẻ em trở về quả loài đó, rất là vui lắm nhưng mà anh Tuấn là một đầu tiên rồi chúng ta gặp lại các thầy cô giáo, các em cũ thì chúng đi gặp lại thầy Tâm, gặp lại thầy Hiệp, gặp lại thầy Mầu, gặp lại thầy Hoàng, gặp lại anh Hạ Thần và anh Hạ Thần, gặp lại cô Lắc. Như vậy những người cô xa xưa mới nhận có một cực cụ lắm các em ạ. Nhưng mà các cô tôi rất là mừng gặp lại các em, như là có các em gần xa từ nước ngoài về, ví dụ là dục cửa đi về, rồi là dục cái cáo đó là một văn nghệ nổi tiếng đó. À, không có gì mà rất là vui mừng cho nên tôi rất là hào hứng và hào hứng điều đó để tóc sư các em nhìn lại các em thế nào như vậy quá thì thời gian là còn gặp quá khắc nhé quá khắc thì lắm nhưng mà cả con khắc thì như 13 năm chẳng cũng phải gặp là hai gặp là rồi là kia bao nhiêu là tình yêu chúng ta mang lại cho tôi, con nhớ quá, quá là nhớ sâu sắc lắm. Nhưng mà
lại cho nỗi lòng nhất của bản thân tôi thì tôi thật sự là thương. Thế nên tôi là không hào hức là hào hức ở chỗ đó, chứ không phải hào hức của đứa trẻ con, tức là để mà chúng phạt đó là. Và tôi rất mừng và gặp được là tổ chức là đặt cố gắng rất là gặp được các thầy cô đây là không được các em. Và nhất là qua ý kiến của bên đất thì phải nói cho em, nhưng mà là mặc dù bên trên làm việc lát đều là không nhiều người vui như các em trước kia làm rất tốt và còn khắp đất nước. Tôi còn theo dõi đi đâu tỉnh nào là tôi còn đến cả mọi là toàn là đọc là tốt của bên chỗ gọi đi từ khóa là từ mấy lâu rồi cho đến họ xét đến bây giờ là chúng ta phải được biết khó khăn được cái đầu rất là phải học nhất của sinh viên nước cũng còn năng lực của mình mà học hết việc để chia sẻ với các em là cái điều đó và rất mừng. Và hôm nay thì tất nhiên là không năm đủ nhưng mà những cái buổi sáng thì cái chân gạo của bạn anh tôi rồi thì các em cộng với cả bạn em cũng vẽ ta chưa đâu có gì đâu các thầy đấy là tôi rất quý là không phải là các thầy đấy là trước là ở đây bắt hoa không mà các thầy của khi mà về để có khác các thầy thấy tóc này các thầy thấy hiếu này nhớ này các thầy thấy màu này công tác thì ở phía sau sau này
thế. Gặp lại cỏ xưa bao năm xa cách, lòng lạ lưng lưng sao xuyến lạ thường. Bạn bè thầy cố với bao nỗi thân thương, dù tóc đã đẫm xưa nhưng tâm hồn để lại những kỷ niệm xưa như mừng sống dậy. Bao chuyện vui buồn ngày ấy vẫn còn nguyên, hàng cây xanh ghi dấu ấn êm đềm, góc phượng già ghi hình bóng cũ, bóng dáng các em thầy cố ấp ủ say đắm nhiệt tình nghịch ngờ hồn nhiên vẫn còn đỏ giữa mắt thầy cố giáo với tuổi của thanh xuân đầy lòng sáng tạo góp sức vía chăng bao lớp lớp trưởng thành. Điểm lại thời gian, điểm lại chính mình, cảm thấy vui lên khi hàng cây xanh tốt dâng trái ngọt cho đời hạnh phúc nào hơn. Cũng là đầu năm mới thì tôi sẽ chúc quý vị đại diện, chúc quý thầy cô và tất cả các em vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Đấy, xin chào nhận cho ban liên lạc khoa 2. Được hết, tôi xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Kim, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học đã lên phát biểu, người tâm huyết vừa là dặn dò các em, vừa là khuyên năng các em, vừa là chân thành để mà các em có cuộc sống sau này tốt hơn. Tất nhiên trước đây là tốt rồi, chúng ta làm việc tôi nhận được bao nhiêu năm rồi, người làm việc này người làm việc khác, nhưng mà cuối cùng là chúng ta phải phù hợp làm với nhau, đoàn kết và tiếp tục như thế theo những lời thông điệp của cô. Thứ hai là chúng ta nghe một bài thơ của cô, chúng ta thấy là chúng ta sống lại những thời sinh viên, những thời kỳ còn đi học, và chúng ta luôn luôn là quý trọng thầy cô, và cái này là cùng một tiếp bước để chúng ta còn anh em bắt nhau và dạy cả cái con cháu tiếp theo một tiếp bước là khi nào ăn quả những cái trồng cây. Xin cảm ơn cô Kinh và cô Lan. Xin cảm ơn. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý vị đại diện, kính thưa các bạn, và cô cũng xin chào tất cả các em từ học sinh nông thôn xuất Huế, đặc biệt là của hai trồng trồng. Tôi xin thay mặt ban đại diện nông thôn xuất Huế xin chúc tất cả quý thầy cô, quý anh chị em năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Thưa các em hôm nay kỷ niệm 45 năm ngày ra trường, các em đã đi khi tôi còn đầu xanh, hôm nay các em trở về tóc đã bạc. Và trong quá trình đó, các em ra đi tham gia trong đất nước vẫn còn có nhiều khó khăn, và chúng tôi cũng theo dõi các em thấy rằng cái khóa 2 của chúng ta đã được nhiều công việc rất tốt trong vấn đề xây dựng đất nước. Bên cạnh đó cũng có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, cho nên không được là mình làm. Rồi cũng có những em đã ra đi mãi mãi của chúng ta. Thì chúng tôi đại diện ban liên lạc đại hội nước Huế, một cái nhóm tổ chức của trường nông nghiệp Huế, mục đích để liên lạc gắn chặt lại em học trò, thầy cô trong trường nông thôn Huế. Chúng ta đã trải qua một thời gian học tập lớn lên. Vì thế chúng tôi trong ban đại hội nông thôn Huế mong muốn tất cả các em cựu học sinh nông thôn Huế, chúng ta đoàn kết thương yêu nhau trong tình bạn lâu. Và vì thế chúng tôi hàng năm đều có tổ chức kỷ niệm ngày tuyển tập 1 tháng 1 và tham gia hoạt động của liên trường
Vì hiện nay thì hoạt động đó cũng rất là lớn, hàng năm như vậy đều có cả trường đăng cai để chúng ta trong đại gia đình chúng xuất có cơ hội gặp mặt. Vì thế tôi mong rằng các em dù ở xa xôi hay là ở gần đại địa phương Huế, có điều kiện các em đến cùng tham gia buổi trường. Vì cái trường vậy là hàng năm ngày 1/1 du lịch đều có tổ chức ngày lễ truyền thống. Và hôm nay tôi cũng xin nói thêm là năm nay 2024 trường Nông Xuất Huế sẽ tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường. Và ngày đó cùng gần với các em khóa 2 chăn nuôi lâm nghiệp đồng trò tổ chức gặp mặt. Đó là ngày chúng tôi sẽ dự định tổ chức ngày 19 tháng 4 năm 2001. Tôi mong rằng các em thông báo với nhau để chúng ta cùng sinh hoạt với trường, vì thời gian của chúng ta cũng còn nhiều. Cho nên các em biết thì cũng nên thông báo để chúng ta ngày đó họp mặt. Vì tôi nghĩ rằng ngày đó các em khóa 1, khóa 2 và các em cả lượt ở xa xôi sẽ về để sinh hoạt với tất cả bạn bè thầy cô. Cho nên tôi dự kiến sẽ tổ chức ngày 19 tháng 4. Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn quý thầy cô, cảm ơn tất cả các em đã có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi rất xúc động. Xin chào tất cả. Được kể là tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc đầu năm đến quý thầy, quý cô, đến quý vị đại biểu, đến giao về và tất cả anh em chúng ta hôm nay. Theo cái phương châm của ban tổ chức thì giao cho tôi làm cái việc này, thì trên cơ sở đã được kiến phản ảnh của rất là nhiều anh em chúng ta có mặt ở đây, cũng như là hôm nay mình chỉ được kiến có mặt. Nó có một cái như này để quý thầy cô và quý đại biểu cũng biết được là rất là nhiều anh em đang tìm việc học, nhưng mà vì ở đây thì cũng khó khăn nhất là khi người ta nghe nói là những cái học này trời mưa bão, cho nên buộc lòng chương trình chúng tôi phải điều chỉnh lại. Như vậy anh em cũng phải điều chỉnh vì tuổi thì không còn nhỏ nữa mà lớn thì cũng lớn, sức khỏe sẽ không đảm bảo. Cho nên là trong hôm nay chúng ta học thì cũng phải nhiều, thực ra là nhiều hơn thì rất nhiều đó là cái nhất. Cái thứ hai là về công tác tổ chức thì được trước lần học thì thứ nhất thì tôi có cái quy định cũng được, quy ước cũng được, thì nhiệm kỳ của ban liên lạc là 4 năm và sau đó sẽ cùng tổ điều chỉnh. Qua vừa rồi đó thì có nhiều anh em mặt này mặt kia, mặt này mặt kia thì tôi có kinh nghiệm vì làm những đường đau ông nhìn có những cái chiều sống chương trình. Thì tôi đã nhận lời là thôi điều chỉnh bổ sung. Thì đợt này là tôi tập như thế này, xin điều chỉnh bổ sung trong ban liên lạc thôi. Thứ nhất là gò và đọc một tin. Thứ nhất là họ bình vực, làm trường ban. Cái thứ hai là chỉ muốn cho làm phó ban. Thứ ba là chỉ Lê Thị Đa, chủ quyền. Thứ tư là anh Huỳnh Nam, thành viên. Thứ năm là anh Lớp Hường, thành viên. Như vậy là ba liên lạc chúng ta là lớp đồng có, mới có, cũng có. Thế như vậy là rất là hài hòa và đó là chính sách mà ba liên lạc mới. Thì tôi em đề xuất như vậy để các bạn có ý kiến chung với các bạn ở đây. Thank you.
Thank you.
sợ khi mẹ mất buồn mà gánh ai cho con gánh cả tháng dài gánh qua năm rằm những ngày đắng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
việc làm này thì nói chung là Diệu cũng làm thường xuyên, nhưng mà hôm nay mà cô Kinh đưa lên thế này thì thấy là cũng khó nói quá. Đó, được riêng cho cô Kinh để bên nhận vào quỹ học bổng mà cô lại yêu cầu là thôi giờ rất là cảm ơn tất cả các bạn là cho những cái giây phút này. Thì mong làm sao tất cả các bạn của chúng mình đóng góp thêm nhiều hơn nữa vào quỹ học bổng của cô Kinh để mà tạo sau này có những cái lớp sau này được tốt đẹp hơn. Dạ, cho con em mình được tốt đẹp hơn thì đó là cái lời nguyện vọng của mình, thì mong tất cả các bạn hưởng ứng. Bây giờ mình thấy là đồng xuân mà có cái tính mà rất vui như thế này, mà mình có bà cô và tôi cũng đề nghị các bạn quan tâm vấn đề này và chúng ta sẽ ủng hộ vào cái quỹ giáo dục cho cô Kinh. Thông tin rõ ra thế nào? Chúng ta thêm một tí nữa là có người yêu một đứa nó mãi cho cô. Thôn nào đâu nhớ em, nhớ họ thầy. Với cô em, anh chưa thành sầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng.